tạ cá hữu, xin chào cả nhà, mình là Chi. Xin chia sẻ với mọi người, đây là hình mình đã chụp chung với cố ca sĩ Phi Nhung vào năm 2016 trong một lần đi ăn ở quán chay Buddha. Và hôm nay, mình xin review quán chay Buddha của cố ca sĩ Phi Nhung hồi xưa nhé. Hiện tại mình đang trên đường Nguyễn Chi Phương ở Bùng Binh ngã 6. Quẹo phải vô đường Nguyễn Chí Thanh nói dài, mình cứ thế chạy thẳng lên. Thẳng nữa. Tới gần cái công viên lớn, ta nhìn sang bên tay phải, và đây quán chay Buddha, số 5 đường Nguyễn Chí Thanh, ở phường 9 quận 5 nhé, trong thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý thực khách bước vào bên trong quán. Tầng trệt nè các bạn, trang trí đẹp mắt ha. Không khí ở nơi này cảm thấy thật ấm cúng. Giờ này đông khách hen, để mình kiếm chỗ ngồi. Dưới lầu hết bàn rồi, vậy mình lên lầu thôi. Dọc cầu thang ta thấy trên tường có hình vẽ bóng dáng các vị sư. Đây là tầng lầu 1. Quẹo phải vô phòng hen, trên này có chỗ nè. Trong này khá rộng rãi, bàn ghế khá là nhiều, không khí khá yên tĩnh. Hai bên tường có vẽ rất nhiều vị tu sĩ, nhìn thật là trang nghiêm. Quẹo trái là phòng này, trong này khá gọn gàng, bàn ngồi kiểu Nhật Bản, cảm giác thật thú vị. Đây là phòng tầng 2, không gian khá thoải mái. Giờ ta xuống lầu ăn nha, mời mọi người cùng thưởng thức. Đây là hai món đồ chiên, món tàu hủ cây cuộn nấm và món đậu hủ mật đào. Trước tiên mình ăn thử đây. Món tàu hủ cây cuộn nấm có hột điều nấm bào ngư, cái nồi cắt sợi ăn sống, trên có nước sốt chua ngọt, thơm thơm giòn giòn ngon ngon. Và rồi đây mình thử tiếp. Món đậu hủ mật đào đây, bên trong là tàu hủ non, bên ngoài lớp bột chiên giòn, bên trên có hột điều rang và có sốt mayonnaise với lớp mật ong nữa nè. Ăn ngon lạ miệng lắm nhé. Đến món gỏi cổ hủ dừa, có đậu phộng và cà rốt, ớt chuông và vài cọng ngọt, có sườn chay chiên giòn nữa. Món này ăn với bánh vòng, ăn cũng ngon đó các bạn. Tiếp đến là món phẹt Thái, tức là phở sò kiểu Thái. Mình chanh vào ăn cho thơm, có ớt chuông và đậu phộng, có rau quế và cải nồi. Giờ mình tiếp tục ăn thử món cà tím xào lá quế, bên trên có chà bông chay. Món này ăn với cơm trắng, ăn ngon đó các bạn ơi. Và cuối cùng ta ăn thử món nấm bào ngư hấp xả. Món này mình thích lắm nè, thơm mùi xả và lá quế, canh nấm bào ngư rất ngọt, ăn cũng ngon đó các bạn. Và còn rất nhiều món khác trên thực đơn của quán nè, xin mời quý vị xem nhé. Mình xin review tới đây, mời quý vị bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh Chi nhé. Xin cảm ơn, chúc sức khỏe và hẹn gặp lại. Tất cả các quan chuyên, ngồi đây hạ chi cho kênh.